Chào tất cả anh em nha. Xin chào tất cả anh em. Đã quay trở lại với channel Nghĩa Đen. Hôm nay biết làm cái gì không? Hôm nay mình sẽ cho một cái đôi chim cu của mình ăn. Không phải cu to đâu. Đây. Đây mình đang tái tạo chơi đây. Đây là cu Pháp, còn đây là cu Thái. Còn hai con cu vằn. Đây là con cu mồi của mình. Đó là cũng một cặp. Đây là tiểu liều. Đây cũng là một cặp đang ghép lại với nhau. Ngày hôm nay mình sẽ cho cu con ăn. Đó, cu con nó rất là đói rồi. Cái gì mình mới đi học về. Nó rất là đói. Đây, hai em đang nằm chi chi ở trong. Mình sẽ lấy nó xuống. Anh em. Đây. Tại vì nó chưa biết mổ cho nên là mình phải ráng đút. Đây, anh em cùng một cái chén như vậy. Cho ít cám vô, cám gà hay là cám chim cũng được. Đó, cái này nó lớn mình sẽ ăn nhiều một chút. Đó, giờ tụi nó rất là đói rồi, nó đang kêu la ông sờ. Mình phải cho ăn liền. Đây nha, cám đi. Anh chị em cho một chút nước vào. Nếu là vừa từ, anh em từng xíu chứ không nó sẽ bị lỏng quá. Nên nó sẽ không có đông cục rồi nha anh em. Cho xíu thôi. Hai em rất là đói, đang quậy phá trong lòng. Rồi giờ mình sẽ dầm ra. Để cho anh em coi nên mình phải dầm liền. Chứ không mình để lâu xíu nữa nó cũng tự tan ra thôi. Trộn đều lên thì nó sẽ mau tan hơn. Ăn thì rất là đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình chỉ mềm rồi, mình chuyển sang cái giai đoạn dò cám viên rồi nha. Người ta nuôi theo kiểu công nghiệp, người ta bỏ vô cái nanh, cái ống chích đó, người ta bơm vô cho nó nhanh. Người ta pha lỏng. Còn này mình cưng chiều nữa thì mình dò vậy ăn thì nó quen hơi mình hơn. Anh em cũng phải tập cho nó mổ chứ không rồi nó cũng không biết mổ ra. Anh em bỏ khô ướt vô trong cái lòng của nó nè. Bỏ nước rồi nữa cho nó tập mổ. Chứ không rồi lâu lắm nó biết mổ, tới có cơm luôn cũng chưa biết mổ à. Đừng có cưng chiều nó quá. Mình dò sắp xong rồi. Cho nó ăn ít thôi. Tại vì giờ chiều nó đang còn non. Ăn nhiều nó sẽ bể nhiều á nè. Mình dò cục nhỏ nhỏ nó mới nuốt nổi. Bự quá nuốt mất cổ tội. Đây bây giờ mình sẽ tập cho nó mổ hơn. Biết mổ cho nha anh em. Mổ con. Một thôi con ơi, xong luôn em, nó mổ này anh em. Cái máy quay nó bị ngã anh em thông cảm nha. Nó đang tập mổ, mổ đây nè. Nó mổ. Thì nó ăn ú lộn. Bây giờ bắt nó ra cho ăn. Mớm mờ cho nó. Quậy quá. Quậy đi. Quậy quá đi. Anh em chỉ cần nó uống nước no, anh em cầm về là nó sẽ hạ họng ra thôi. Đó, nước ừm ngon. Qua đâu sáng giờ nó đói quá, nó uống nước đỡ hạ họng ra con. Thấy chưa, phá quá.
để chừa cho người khác nữa, phá phách. Em nó phá luôn. Phá phách thấy chưa? Ăn phá. Đói mà không ăn. Không ra. Ăn. Đẹp chưa? Nó đẹp lắm. Cái cục vậy ta. Nhãn nè. Em uống nước no này, không thèm ăn ta. Cũng biết bổ mỡ, biết uống rồi đây. Mình phải đút cho nó đủ độ, nó cho miếng nước nè. Thấy chưa? Em phá lắm. Em phá lắm nha. Phá ăn nữa cho hết phá. Mớm thì từ không à. Em đi rồi. Em nho quá rồi. Một cục nữa. Vậy là xong một em. Tươi tỉnh mà giàu. Ổ. Em này ra đây. Em này nồi cho nhất đây. Em này bãi luôn. Em này cứng rồi. Em này cứng rồi. Bãi được rồi. Trời ơi. Xin lỗi anh em nha. Xin lỗi anh em. Tại cái máy quay nó có vấn đề nên là nó bị gớt hoài. Anh em không cảm cho. Ăn lì lợm lì ha, cái thánh lì là đây đó, ăn không chịu ăn mà là đói. Nuốt vô. Nuốt vô. Nó uống nước ở nhà, uống nước no rồi có thèm ăn ở đâu. Cái kiểu này là không có bỏ nước vô nữa. Uống nước no rồi. Em này phá quá, phá. Em này nhoi lắm. Em này lớn hơn ta. Em nhoi. Em có nhoi nha. Nhoi cứ dính á. Ăn phải hết đầy đủ. Con nào phải đầy đủ thì nó